bản kinh tế thế giới Bob Brander. Thưa tất cả quý vị, trước hết tôi chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã nhận lời mời chúng tôi tham dự chương trình kinh doanh Việt Nam 2018. Và tôi cũng xin được chúc mừng Thủ tướng và Ngài Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới đã chủ trì rất thành công Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN lần này. Hai ngày qua, với một chương trình nghị sự dày đặc, chúng ta dường như đã đi vòng quanh thế giới để thảo luận về những vấn đề hệ trọng nhất của nền kinh tế đương đại. Từ những vấn đề về thị trường, các dòng chảy thương mại, đầu tư, đến những xu hướng mới về công nghệ, về quản trị, vấn đề phát triển bền vững và bao trùm, vấn đề khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa và siêu nhỏ, vấn đề việc làm, vấn đề bình đẳng giới và an ninh mạng. Tinh thần doanh nghiệp và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là sợi chỉ đỏ xuyên suốt các hoạt động của chúng ta. Và chúng ta cùng thống nhất với nhau rằng đó cũng chính là những động lực mới trong sự phát triển của nền kinh tế toàn cầu. Chủ tịch sáng lập và điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới Klaus Schwab đã khẳng định quốc gia chậm chân trong cách mạng 4.0 sẽ tụt hậu. Còn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thì chia sẻ chính các doanh nghiệp sẽ định hình tương lai của nền kinh tế. Tinh thần doanh nghiệp của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là như vậy. Và Diễn đàn Kinh tế Thế giới đã chọn Việt Nam là quốc gia đầu tiên để ký thỏa thuận hợp tác theo mô hình đối tác công tư. Hai năm gần đây, Việt Nam là một trong những quốc gia có nhiều cuộc thảo luận nhất về cuộc cách mạng 4.0 và cũng được kỳ vọng là quốc gia có thể hiện thực hóa để bứt phá theo trào lưu của cuộc cách mạng này. Theo báo cáo của Mạng lưới Khởi nghiệp Toàn cầu vừa công bố vào năm nay, thì chỉ số khởi nghiệp của Việt Nam đứng thứ 6 trong số 54 nền kinh tế tham gia khảo sát. Kết quả nghiên cứu của Alpha Beta cũng xếp hạng Việt Nam ở vị trí thứ 2 về môi trường đầu tư công nghệ và đứng thứ 3 về nhân tài số trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đó là những lợi thế mới của Việt Nam trong nền kinh tế số, bên cạnh những lợi thế truyền thống như vị trí địa chính trị, địa kinh tế thuận lợi, sự ổn định về chính trị xã hội, quy mô thị trường lớn được gắn kết với các hiệp định thương mại tự do, lực lượng lao động trẻ dồi dào và chi phí thấp. Những nỗ lực cải cách thể chế và chủ trương xây dựng nhà nước kiến tạo đã đặt người dân ở vị trí doanh nghiệp ở vị trí trung tâm cũng đang trở thành một động lực mới của nền kinh tế Việt Nam. Đầu tuần này, chúng ta vui mừng, Chính phủ đã quyết định thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử và đích thân Thủ tướng làm Chủ tịch. Quyết định này lan tỏa một thông điệp mạnh mẽ, Chính phủ sẽ đi đầu trong xây dựng nền kinh tế số để hướng tới một nền kinh tế, một nền hành chính minh bạch và hiệu quả, yêu cầu quan trọng bậc nhất của nền kinh tế thị trường hiện đại. Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam hôm nay mang tên gọi Việt Nam We Mean Business. Việt Nam là đối tác kinh doanh tin cậy. Đó chính là cam kết của chúng ta với toàn thế giới. Tại hội nghị này, ngoài những định hướng về tầm nhìn về chương trình cải cách và triển vọng phát triển của Việt Nam gắn kết với các chuỗi giá trị toàn cầu sẽ được chia sẻ trong các bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới, các vị bộ trưởng và lãnh đạo các tổ chức quốc tế và các tập đoàn kinh doanh hàng đầu sẽ giới thiệu cụ thể về các cơ hội đầu tư kinh doanh với Việt Nam trong kỷ nguyên số, đặc biệt là các dự án đổi mới, sáng tạo, các cơ hội đầu tư tài chính trong quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước, phát triển khu vực doanh nghiệp tư nhân, các dự án phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, trong đó có các dự án phát triển cơ sở hạ tầng số trong nền kinh tế để góp phần thực hiện ý tưởng kết nối số với ASEAN và thế giới như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề cập trong bài diễn văn khai mạc Diễn đàn Kinh tế Thế giới ngày hôm qua. Đây là những lĩnh vực được dự báo là sẽ có sự phát triển bùng nổ trong thời gian tới đối với một nền kinh tế có phát triển tốc độ phát triển cao và hội nhập mạnh mẽ như Việt Nam. Các cơ hội này ngày càng lớn hơn trong bối cảnh xung đột thương mại toàn cầu có xu hướng diễn biến phức tạp và chính sách hướng Nam mới ở các nền kinh tế Đông Bắc Á đang được gia tốc và Việt Nam được kỳ vọng sẽ là một điểm đến thân thiện và an toàn. Với niềm tin như vậy, tôi xin được tuyên bố khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam 2018 và hy vọng các doanh nghiệp quốc tế hãy đến với Việt Nam. Hãy nắm chặt tay các doanh nghiệp Việt Nam của chúng tôi để cùng nhau xây dựng nên các chuỗi giá trị toàn cầu có trách nhiệm. Như khát vọng, rừng núi giang tay nối lại biển xa, ta đi vòng tay lớn mãi để nối sơn hà. Một khát vọng
trong một bài hát của một nhạc sĩ nổi tiếng mà mọi người Việt Nam chúng tôi đều yêu mến, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, và bài hát Nối Vòng Tay Lớn. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của tất cả các quý vị. Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN, Web ASEAN 2018 vừa kết thúc với nhiều thông điệp và hình ảnh đẹp về thành tựu kinh tế và con người Việt Nam đã được đưa ra như những bài học cho các nền kinh tế đang phát triển khác. Điều này cho thấy sự quan tâm của toàn cầu đối với thị trường Việt Nam. Theo đó, Việt Nam được xem như một trong những điểm sáng đích đến của các dòng vốn đầu tư. Từ năm 2010 đến nay, Web đã chứng kiến sự tăng trưởng vị thế tuyệt vời của Việt Nam với GDP tăng gần gấp đôi trong 8 năm. Xuất khẩu tăng gần gấp 3 lần, giá trị thị trường chứng khoán tăng gần gấp 2 lần, thương mại phát triển nhanh, đầu tư nước ngoài tăng mạnh. Quan trọng hơn đó là tỷ lệ đói nghèo tại Việt Nam đã giảm mạnh. Năm 1990, tỷ lệ đói nghèo là 50%, thì nay chỉ còn 3%. Ngoài ra, dự báo tăng trưởng của Việt Nam năm 2018 sẽ đạt khoảng 7% trong năm 2018. Những con số này cho thấy sự thành công của Việt Nam tiếp tục phát triển vững chắc. Theo đó, bài học về giảm nghèo của Việt Nam cũng được xem là bài học điển hình được các chuyên gia tại phiên bế mạc Web ASEAN 2018, là bài học điển hình dành cho các nền kinh tế đang phát triển khác trên thế giới. Có được kết quả này, Việt Nam đã xây dựng được những chính sách phát triển với các quy định phù hợp. Điều này cho thấy, chính phủ Việt Nam không hề ngủ quên trong chiến thắng và Việt Nam không hề có sự tự mãn. Hơn thế nữa, Việt Nam đang tiếp tục cải cách và thay đổi để tiếp tục tăng trưởng trong tương lai. Tuy nhiên, bên cạnh những điểm sáng trong bức tranh kinh tế mà Việt Nam đã có được như vừa nêu, Việt Nam cũng cần lưu ý nhiều thách thức trong nền kinh tế. Một là hiện nay, nợ công nợ chính phủ của Việt Nam có xu hướng tăng cao và tăng nhanh. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Việt Nam đã kiểm soát được tỷ lệ nợ này một cách hợp lý, đảm bảo tài chính bền vững. Điều đáng nói không phải thị trường kinh tế mở nào cũng có thể làm được điều này. Việc đồng tiền tệ mất giá, khối nợ lớn chính là những điểm bất lợi của mỗi nền kinh tế. Hai là hệ thống ngân hàng đang nhìn thấy điểm yếu của hệ thống tài chính toàn thế giới. Việc cải cách ngân hàng đảm bảo hệ thống minh bạch, mở hơn trong tương lai. Chúng tôi mong muốn có sự mở cửa của tài chính ngân hàng này nhiều hơn. Khi mở cửa thị trường, những năm đầu có thể gặp phải những khó khăn. Tuy nhiên, những năm sau sẽ có tính cạnh tranh và tiếp cận được những nền kinh tế mới. Ba là chính phủ Việt Nam đã ủng hộ thương mại tự do toàn cầu lớn nhất. Điều này được thể hiện ở việc Hiệp định Đối tác Toàn diện và Xuyên Thái Bình Dương. Để tham gia vào Hiệp định, Việt Nam đã thực hiện nhiều hoạt động cải cách hành chính để phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế của Hiệp định này. Bốn là được biết các doanh nghiệp nhà nước hiện nay đang đóng góp vào 1/3 GDP của nền kinh tế. Tuy nhiên, trước đó, khu vực doanh nghiệp nhà nước chưa được năng động và có tính cạnh tranh cao so với khu vực doanh nghiệp tư nhân. Thời điểm hiện tại, chính phủ Việt Nam đang thực hiện mạnh mẽ hoạt động cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và tăng tính quản trị ở những doanh nghiệp nhà nước chưa tốt. Năm là hiện nay, môi trường kinh doanh của Việt Nam đã được cải thiện đáng kể. Theo báo cáo môi trường kinh doanh của World Bank năm 2017, Việt Nam xếp thứ 68 trên 159 quốc gia. Điều này một lần nữa cho thấy những nỗ lực của Việt Nam trong quá trình hoàn thiện môi trường để tiến bước lên phía trước. Và như vậy chúng ta đã có một cái thành phần rất là đông đảo, mà theo ông Vũ Tiến Lộc báo cho tôi biết là đến trên 1.300 người, trong đó gần một nửa là các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, kể cả khu vực ASEAN và các nước khác, và chưa kể các nhà nghiên cứu kinh tế các bậc hàng này, để chúng ta có thể có một cái hệ thống nó chặt chẽ hơn giữa chính phủ, doanh nghiệp và kể cả cơ quan nghiên cứu kinh tế để định hướng phát triển chặt chẽ và tốt đẹp. Như quý vị đã biết, Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới Web về ASEAN có quy mô lớn tầm khu vực vừa kết thúc vào chiều nay. Rất thành công. Hội nghị vừa rồi diễn ra trong 3 ngày đã tạo nên một hình ảnh đẹp trong cộng đồng quốc tế về sự hợp tác hiệu quả giữa là thế giới và Việt Nam cũng như các nước ASEAN. Trong không khí vui mừng đó, Chủ tịch Web Ngài Bắc Lên Đơ và tôi rất vui mừng và đặc biệt là chào mừng các doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước, kể cả một số thành viên của Web tham dự hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam do Phòng Công nghiệp Thương mại Việt Nam phối hợp tổ chức. Tôi nghĩ rằng đây là một cơ hội tuyệt vời để các nhà đầu tư quốc tế
các nhà đầu tư ASEAN, các doanh nghiệp của Việt Nam cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cùng kết nối và sáng tạo để mở ra một cơ hội hợp tác mới trong niềm tin hứng khởi loan tỏa của cuộc cách mạng 4.0. Và tôi cũng nói với ông Vũ Tiến Lộc rằng là có thể coi đây một cái hội nghị hưởng ứng kết quả của diễn đàn Web ASEAN và đặc biệt chúng ta định hướng cho tương lai phát triển của các loại hình doanh nghiệp Việt Nam. Nhân hội nghị này tôi cũng nói về kết quả ASEAN, kết quả hội nghị này một tí để các ông chí biết, các bạn biết. Ngoài cái phần khai mạc, bế mạc và các cái cuộc thảo luận lớn thì chúng ta có 60 chuyên đề tại diễn đàn lần này. Có hàng nghìn người dự và theo thống kê của web cho đến sáng nay thì ngày 13 tháng 9 đã có đến 8.000 tin bài về hội nghị web ASEAN được phát triển trên các mạng toàn cầu chính thức và đã có 6,7 triệu người theo dõi trên Facebook. Và tuy nhiên, đây là kết quả lớn nhất đạt được. Nhất là lần này chúng ta đã có những hội nghị, những chuyên đề rất là chất lượng, có được tương tác ở các thành phần khác nhau của ASEAN. Kết quả đó mà tiếp theo hội nghị thượng đỉnh kinh doanh lần này, tôi cho rằng một cái hệ thống công việc hết sức khoa học để chúng ta biến những chủ trương, định hướng những chính sách lớn vào cuộc sống để phát triển doanh nghiệp Việt Nam. Thưa tất cả quý vị, thương mại thế giới đang đứng trước nhiều thử thách, trong đó có sự nổi lên của chủ nghĩa bảo hộ và chiến tranh thương mại, nguy cơ làm xói mòn niềm tin vào xu thế tự do hóa, đe dọa các thể chế thương mại đa phương lẫn song phương. Tuy nhiên, với niềm tin, sự lạc quan về xu thế tất yếu của toàn cầu hóa, Việt Nam luôn nhất quán đề cao những lợi ích của thương mại tự do và nhận thức rõ các cơ hội hợp tác rộng mở với dòng chảy chính là hòa bình, hợp tác và toàn cầu hóa. Như vậy, thương mại tự do toàn cầu hóa để phát triển là xu hướng chính. Ở Việt Nam đi từ hướng này. Đối với Việt Nam của chúng ta, thực tế trong hơn 30 năm thực hiện chính sách đổi mới, cũng là thời gian Việt Nam thực hiện chính sách mở cửa và hội nhập. Và thực tế, những thành tựu đổi mới ở Việt Nam không thể không gắn với những cải cách theo hướng tự do hóa và mở cửa. Mặc dù có những giai đoạn đầy thách thức, nhưng nhìn trên bình diện chung, mở cửa đã mang lại lợi ích thương mại to lớn đối với kinh tế của Việt Nam. Tham dự hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam lần này với chủ đề Việt Nam và chuỗi giá trị toàn cầu, thay vì kể ra những thành quả đạt được mà hẳn là các bạn đã biết, ông Mark Lander cũng như ông Lộc cũng đã nói, tôi xin bắt đầu với một số thực trạng mà chúng tôi cho là chưa đặt kỳ vọng để chúng ta suy nghĩ và hành động mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, khắc phục những tồn tại yếu kém hơn. Một là trước hết có thể nói đến nay Việt Nam đã tham gia khá rộng vào nhiều chuỗi giá trị toàn cầu, nhưng xét về độ sâu thì chúng tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Theo các thống kê, hiện mới chỉ có khoảng 21% doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ 46% ở các nước trong khu vực ASEAN. Tỷ trọng giá trị gia tăng của Việt Nam trong chuỗi cung ứng của thế giới chưa tương xứng với mục tiêu và tiềm năng của chúng ta, của Việt Nam. Chưa đặt kỳ vọng thứ hai, đó là nhiều nghiên cứu quốc tế đã chỉ ra những thành công của Việt Nam trong các chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên, nhìn chung, nhiều doanh nghiệp Việt Nam mới chỉ tham gia chuỗi giá trị toàn cầu ở các khâu đơn giản như lắp ráp, đóng góp sản phẩm. Đây là những mắt xích hạ nguồn của chuỗi cung ứng thường ở giá trị gia tăng không cao và thiếu bền vững. Tỷ lệ giá trị sản phẩm được các doanh nghiệp
đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI mua từ các nhà chế biến chế tạo trong nước hiện chỉ mới đạt chưa tới 27% tổng giá trị đầu vào, phần còn lại là mua từ doanh nghiệp FDI khác hoặc nhập khẩu. Chúng ta phải nhìn thẳng sự thật thôi. Thưa tất cả quý vị, trước thực trạng đó, Việt Nam đặt mục tiêu nâng cấp và dịch chuyển lên nấc thang cao hơn của chuỗi giá trị toàn cầu, tăng cường sự liên kết giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp FDI. Chủ trương liên kết giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp đầu tư nước ngoài là một chủ trương quan trọng. Chúng tôi đã phát hiện ra và đang triển khai. Nhân hội nghị này chúng tôi muốn nêu lại vấn đề này một lần nữa để chúng ta khắc phục cái tồn tại này. Về phía doanh nghiệp Việt Nam, chúng tôi xác định phải tự nâng cấp mình, cải thiện năng lực quản trị và độ tinh thông trong hoạt động, theo đuổi các giá trị và tầm nhìn dài hạn. Về phía chính phủ cam kết đóng vai trò kiến tạo phát triển, đồng hành cùng các bạn trong toàn bộ tiến trình. Về phía nhà đầu tư nước ngoài, chính phủ Việt Nam mong muốn nhiều tập đoàn quốc tế, các doanh nghiệp FDI cởi mở hơn trong chính sách cung ứng của mình, tạo cơ hội nhiều hơn và hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, tăng cường chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam, đặt niềm tin nhiều hơn vào năng lực của doanh nghiệp Việt Nam. Việc thứ hai, đó là Việt Nam không đặt tham vọng trở thành người giỏi nhất trong toàn cầu hóa, nhưng Việt Nam muốn là bạn của những người giỏi nhất. Việt Nam có đủ tự tin để làm điều đó. Đồng thời Việt Nam có khát vọng trở thành một quốc gia phát triển thịnh vượng. Đó là khát vọng mãnh liệt, không thua kém với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều yếu tố bất định, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam vẫn luôn được duy trì trong top những quốc gia có tốc độ cao trên thế giới. Năm 2017, Việt Nam đạt tăng trưởng 6,81%. Riêng 6 tháng đầu năm 2018, tăng trưởng đã 7,08%, là mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm qua ở Việt Nam kể từ sau khủng hoảng kinh tế thế giới 2008. Xếp hạng năng lực cạnh tranh toàn cầu của Web đối với Việt Nam ở vị trí 55 trên 137 quốc gia, xếp hạng môi trường kinh doanh của ngân hàng thế giới xếp Việt Nam 68 trên 190 nền kinh tế, chỉ số đổi mới sáng tạo của tổ chức sở hữu trí tuệ Liên Hiệp Quốc đứng thứ 45 trên 127 nước. Và như vậy có thể nói chúng ta có bước tiến bộ rất lớn về môi trường kinh doanh đầu tư ở Việt Nam, kể cả luật pháp, kể cả thể chế cũng như là những cái xử lý cụ thể ở các ngành, các cấp, các địa phương để chúng ta đạt kết quả này. Nhưng hôm nay cũng có rất đông các địa phương ở đây. Tôi cũng nói một ý. Bên cạnh sự thông thoáng, thu hút, phát triển, chúng ta còn thấy ở đâu đó còn một số ngành, một số địa phương còn gây khó cho doanh nghiệp, còn cản trở thương mại, đầu tư, phát triển. Cái này chúng ta phải khắc phục cách nghiêm túc để tạo nên sự thông thoáng tốt hơn, đúng pháp luật hơn. Việc thứ ba, đó là Việt Nam đang trở thành một trong những công xưởng của thế giới và là một điểm tựa cho các tập đoàn lớn xuyên quốc gia cung ứng sản phẩm, dịch vụ, cạnh tranh trên toàn cầu. Độ mở thương mại của quốc gia hiện nay đạt trên 200% GDP. Theo thống kê mới nhất đây, chúng ta đã có hơn 26.000 doanh nghiệp FDI đang hoạt động với số vốn cam kết đầu tư trên 331 tỷ đô la Mỹ đến từ 130 quốc gia đối tác, trong đó có sự hiện diện của nhiều tập đoàn hàng đầu quốc tế ở Việt Nam như Samsung, Canon, Toyota, Honda, Intel, vân vân. Đó là những chỉ dấu tích cực về sức hấp dẫn của môi trường đầu tư và tiềm năng tăng trưởng của Việt Nam. Cùng với đó, chúng ta rất vui mừng
thách thức lớn mạnh của nhiều tập đoàn kinh tế tư nhân của Việt Nam. Và điều đó cũng chứng tỏ, tôi nói xin nói lại, môi trường kinh doanh ở Việt Nam hoàn toàn có thể ươm mầm nên những doanh nghiệp lớn có khả năng cạnh tranh và hợp tác quốc tế. Trong số ngồi đây có nhiều vị là thành viên của Web, như Viettel, FPT, Vingroup, VNPT, Vietcombank, BRG, TNT, Hòa Phát, Sovico, Vietjet, Thaco, Đất Việt, vân vân. Và có hàng vạn doanh nghiệp tư nhân, 1,5 vạn hợp tác xã đang hoạt động. Tôi muốn nói điều này, phát triển doanh nghiệp, giải quyết nhiều việc làm cho người dân, góp phần tăng trưởng tốt, đóng góp vào ngân sách nhà nước, đóng góp vào mục tiêu phát triển đất nước trên tinh thần dân giàu, nước mạnh là niềm tự hào của tất cả chúng ta. Thứ tư, môi trường chính trị xã hội của Việt Nam luôn được đánh giá là ổn định trong khu vực và trên thế giới. Điều này cần ý nghĩa hơn trong bối cảnh nền chính trị xã hội ở một số nước thường rơi vào bất ổn. Đồng thời, các yếu tố về kinh tế vĩ mô của Việt Nam được duy trì ổn định với tăng trưởng cao liên tục, thương mại tăng bình quân 15% năm, nợ công, lạm phát được kiểm soát. Và như vậy có thể nói, môi trường chính trị ổn định, hòa bình, hữu nghị là không khí lan tỏa hết đất nước Việt Nam và các nước anh em trong khu vực, đặc biệt là kinh tế vĩ mô Việt Nam ổn định liên tục trong bối cảnh quốc tế có nhiều thay đổi. Tôi cho rằng điều này rất quan trọng. Vân vân. Điều này cùng với lực lượng lao động dồi dào, cơ cấu lao động trẻ bậc nhất trong khối ASEAN, được đào tạo cơ bản, cần cù, kỹ năng tốt, có năng lực tiếp thu và nắm bắt các tiến bộ công nghệ nhanh chóng. Đến nay, Việt Nam vẫn duy trì lợi thế nhân công giá rẻ, trong khi một số nước bắt đầu đánh mất lợi thế này của mình. Chúng ta đã có gần 95 triệu người dân, đến 55% số người dân sử dụng Internet, và đến 60% lao động trẻ dưới 35 tuổi. Lợi thế này rất tốt, và người Việt Nam cơ bản là thông minh cần cù. Những điều đó cùng với việc chúng ta chủ động hội nhập quốc tế, Việt Nam là thành viên của WTO, tham gia 12 hiệp định thương mại tự do, bao gồm 6 EFTA của ASEAN và các đối tác lớn như Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, v.v. và hiệp định thương mại thế hệ mới CPTPP đang được phê chuẩn. Tiếp theo là hiệp định thương mại tự do với EU và RCEP. RCEP 16 nước, bao gồm cả Nhật Bản, Trung Quốc, rất lớn, để thúc đẩy để ký vào cuối năm này. Như thế một thị trường rất rộng lớn mà chính phủ nước ta, đảng ta, lãnh đạo hội nhập sâu vào nền kinh tế quốc tế. Các hiệp định này đang mở ra cánh cửa của hơn 50 nền kinh tế, là cơ hội được kết nối và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và mạng lưới sản xuất toàn cầu. Có thể nói, giờ đây, khi đứng ở Việt Nam, các bạn có thể nhìn thấy cơ hội tiếp cận hầu hết các thị trường lớn của thế giới. Đặc biệt với thị trường ASEAN, Việt Nam đóng vai trò như một cửa ngõ quan trọng bậc nhất. Đồng thời, Việt Nam có vị trí địa chiến lược tối ưu cho chuỗi cung ứng của thế giới mà không phải quốc gia nào cũng có được. Thứ năm, đó là trên nền tảng kinh tế mở và hội nhập, Việt Nam hiện có quan hệ thương mại với trên 200 nước và vùng lãnh thổ. Chúng ta, Việt Nam, đã có trên 2 mặt hàng xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ, với tiềm năng tăng trưởng giá trị của chuỗi cung ứng là rất lớn. Khả năng đa dạng hóa chuỗi cung ứng của Việt Nam được đánh giá là khá tốt trước các rủi ro thương mại quốc tế. Nhiều nước khó tính, dễ chắc khó chấp nhận, nhưng sản phẩm Việt Nam họ chấp nhận, nên tăng trưởng thương mại ngày càng cao hơn.
Năm ngoái chúng ta đã kim ngạch hai chiều trên 425 tỷ và năm nay chúng ta phấn đấu cao hơn và tiếp tục phấn đấu để hội nhập xuất khẩu, xuất nhập khẩu nhiều hơn. Nhất là nhiều nông sản của Việt Nam giữ vị trí top đầu tiên thế giới như lúa gạo, hồ tiêu, cà phê, hạt điều, cá ba sa, tôm. Tôi nói cái ý này để cũng liên quan người nông dân. Nhiều chuỗi cung ứng hoa quả, trái cây như thanh long, xoài, nhãn, vải, chôm chôm, bưởi vân vân thực hành theo quy trình nông nghiệp sạch, thông minh, được xuất khẩu đi nhiều quốc gia có tiêu chuẩn nhập khẩu nghiêm ngặt như Hoa Kỳ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc vân vân. Và đến giờ phút này có thể nói, với mỏ vàng nông nghiệp, tiềm năng còn chưa được khai thác hết, đây sẽ là tiềm năng thu hút đầu tư và hợp tác rất lớn mà Việt Nam đang mong đợi. Tôi muốn nói riêng điều này, bởi vì trong tổng số vốn FDI đầu tư Việt Nam, cái tỷ lệ đầu tư vào nông nghiệp, thậm chí cả doanh nghiệp của Việt Nam, đầu tư lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn còn quá ít. Mỏ vàng mà đầu tư ý quán thành mỏ gì ạ? Mỏ đá đó, cho nên là phải hướng một số lĩnh vực tiềm năng. Nông nghiệp, du lịch, công nghệ thông tin trong thời đại 4.0 là những tiềm năng mà Việt Nam có thể phát triển mạnh mẽ hơn. Thưa quý vị, chúng tôi hiểu rằng khi mình tiến lên thì các quốc gia khác cũng tiến lên trong môi trường cạnh tranh toàn cầu. Do vậy, với ý chí quật cường, niềm tự hào dân tộc, Việt Nam phải nỗ lực nhiều hơn. Các doanh nghiệp Việt Nam phải phấn đấu cao hơn, đặc biệt là phải sáng tạo, đổi mới, mạnh mẽ hơn để tích lũy quốc gia, nâng tầm trình độ phát triển của nền kinh tế và thu hẹp khoảng cách với các nước trong khu vực. Lực lượng các loại hình doanh nghiệp hãy đóng góp mạnh mẽ vào sự nghiệp phát triển đất nước cường thịnh và thắng lợi của các bạn chính là thắng lợi của chính phủ. Trên tinh thần ấy, tôi xin chúc toàn thể quý vị sức khỏe và thành công. Chúc hội nghị này sẽ đóng góp nhiều chính sách, nhiều biện pháp mới vào điều hành vĩ mô. Thưa các vị, vấn đề chính điện tử trong cách mạng 4.0 trở nên rất nhiều. Và chính phủ Việt Nam cũng đã quan tâm chỉ đạo vấn đề này trong nhiều năm qua. Nhưng mà tôi cũng rất muốn đặt rằng cái thứ hạng chúng ta cũng tập. Chúng ta mới đứng tại 88% chúng ta trước khu vực của Mỹ. Và đứng trong khối ASEAN chúng ta đứng sau tên nhiều nước. Như vậy thứ hạng thấp mà tôi nói chế bị. Kể cả ngày hỏi tôi cũng đã làm trách nhiệm trong này. Ông chủ tịch của PCI này cũng có trách nhiệm trong cái này. Vậy thì cái vấn đề đặt ra phải làm như thế nào để xây dựng được chính phủ điện tử ở Việt Nam thành công? Chủ trương, kỹ thuật không phải là đã có, nhưng vấn đề thực thi là quan trọng. Thì cái đầu tiên là chúng tôi muốn cải tổ ủy ban chính phủ điện tử này. Vừa rồi chính phủ đã họp quyết định cử thủ tướng chính phủ làm chủ tịch ủy ban này, ông Vũ Đức Đam phó thủ tướng làm phó chủ tịch, rồi ông bộ trưởng chủ nhiệm chính phủ, ông bộ trưởng thông tin, ông chủ tịch của Việt Nam, rồi các công ty viễn thông, công ty thông tin lớn, rồi một số cái đại diện dân thành phố tư nhân tham gia thì chúng ta quyết tâm có hành động mạnh mẽ, cụ thể trong việc xây dựng chính phủ điện tử thành công. Và đây cũng là một cái cải cách hết sức quan trọng trong vấn đề tạo môi trường kinh doanh tốt hơn nữa, tạo ra phát triển lành mạnh hơn nữa, minh bạch hơn nữa. Nên tôi cũng hứa quý vị là quyết tâm làm được cái này là cái chủ trương quan trọng nhất trước quốc gia đồng bào. Bây giờ muốn làm việc này, tiếp theo là phải làm cái gì thì tôi không có thời gian, tôi nói nhanh mấy cái việc sau.
Cái việc thứ nhất là xây dựng thể chế pháp luật về xác thực định danh điện tử địa, về chia sẻ dữ liệu, về bảo vệ dữ liệu, tiến tới xây dựng luật chính phủ điện tử, ban hành khung kiến trúc chính phủ điện tử phiên bản 2.0 bảo đảm phù hợp với xu hướng chung của thế giới về phát triển điện tử. Cái thể chế là rất quan trọng, không có cái này chúng ta không thể làm được. Thậm chí những cái việc mà quý vị thực hành nói bảo vệ riêng tư tất cả các thứ này sắc trong thông tin nói chung và kể cả trong chính phủ điện tử. Cái việc thứ hai là xây dựng cơ sở dữ liệu, nhất là cơ sở dữ liệu dùng chung của công dân, của các lĩnh vực. Cái này chúng ta đã một số lĩnh vực đã làm, ví dụ như Hà Nội cũng như làm được từ hộ khẩu tốt, đất đai cũng như làm tốt, y tế cũng như làm tốt, bảo hiểm mà các cũng như làm tốt, nhưng mà cơ sở dữ liệu dùng chung trong cả quốc gia thì chúng ta chưa làm được. Và cái thứ ba là ứng dụng cách mạng 4.0 trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Cái này, cái hệ thống thông tin này là hệ thống thông tin phi giấy tờ, không có chính sách, hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, chúng ta hình thành trung tâm chỉ đạo điều hành chính phủ, thủ tướng chính phủ của dịch vụ công và hệ thống một cửa điện tử. Như vậy cái nói chẳng ra như bạn thôi, để anh hành động chứ không phải anh xong không mấy ông làm cao cao vì đại diện của anh quá thì cái gì cũng phải đi lớn cả thì nó gặp trực tiếp người với người cũng tục rất lâu không vậy, chậm trễ. Cái giao dịch điện tử rất quan trọng trong việc cung cấp dịch vụ trực tuyến. Tôi thấy đây có ông người rất giỏi làm việc này là ông Thọ, chủ tịch Ủy ban tỉnh Thừa Thiên Huế, làm rất xuất sắc về giao dịch điện tử. Đây là mô hình tốt của các tỉnh cũng đang nghiên cứu. Và thứ tư là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hạ tầng viễn thông. Không có người có chất lượng không, không có hạ tầng viễn thông tốt có chất lượng không. Cho những tập đoàn Viettel, VNPT, Mobile, tất cả các cơ sở này không được quan tâm, chính phủ quan tâm vấn đề này. Cái thứ năm là khuyến khích, thứ sáu là khuyến khích khu vực tư nhân trong xây dựng chiến tranh công nghiệp từ với Việt Nam là cái công tư của nước quan trọng, chứ không phải chỉ cấp thủ tướng, có thủ tướng cấp bộ trưởng, tất cả các công ty tập đoàn rất lớn, tất cả thành phần tư nhân đại diện cả đầu tư nước ngoài chứ không phải thì cái thành phố này cần phải thực thi quyết liệt kế hoạch sát sao. Thì tôi nghĩ là chính phủ điện tử Việt Nam trong thời gian đấy sẽ bước đầu được khẳng định sớm nhất để đáp lại cái kỳ vọng của nhân dân, doanh nghiệp, tạo môi trường tốt nhất cho nhân dân và của các công ty quốc tế. Chúng ta đã quyết tâm làm cái này. Tôi nghĩ là các bạn cái từng giọng đáp chính sách xây dựng công ty. Và tôi cũng về chỉ hỏi về cái CPTPP đấy, thì tôi xin nói với quý vị biết là hiệp định CPTPP là một hiệp định thế hệ mới về thương mại. Trước đây chúng ta thảo luận 12 nước và một số nước, nhưng mà khi người ta trong đây thì người ta cũng được hỏi người Việt Nam, Nhật Bản là hai nước thúc đẩy mạnh mẽ cùng một nước khác để ký vào được cái hiệp định này, cái nguyên tắc là về APEC. Và ngày 8 tháng 3 vừa rồi, Hội Quốc tế Phụ Nữ ấy, là chúng ta đã ký được cái hiệp định này tại Chile, một sự kiện quan trọng. Hiệp định CPTPP ký được và thực thi được tốt để giúp cho cái sự phát triển của các nước thực thi hiệp định. Đầu tiên là đóng góp một tăng trưởng, bởi vì chúng ta đã mở ra một không gian mới của sự phát triển từ một nước, thì chúng ta sẽ có nhiều sản phẩm, nhiều mặt hàng, nhiều loại dịch vụ, có nhiều nước tăng trưởng sẽ được tăng lên
việc làm đã được quan tâm giải quyết tốt hơn. Cái việc thứ hai mà chúng ta đạt được đó là xuất khẩu sẽ tăng thêm, trong đó có nhiều thị trường mới, Peru, Mexico và nhiều nước khác thì là thị trường mới của Việt Nam. Thậm chí những thị trường có chúng ta, những thị trường thương mại tự do đã có thì nhiều loại dịch vụ sản phẩm cũng được mở ra để ta tăng cường xuất khẩu tốt hơn. Đây là hướng quan trọng của các phần tăng trưởng để quyết định là nhiều sản phẩm thế mặt của Việt Nam. Và thứ ba, tác dụng thứ ba đó là thúc đẩy đầu tư nước ngoài cũng như đầu tư trong nước. Do cái nhu cầu của sự phát triển thì nhiều nước trong hiệp định sẽ đầu tư ở Việt Nam, và những nước đã ký nước đó cũng yên tâm hơn, bởi vì có một hiệp định lớn như thế này thì họ cũng yên tâm về đầu tư tốt hơn. Đồng thời việc đó cũng thu hút sự các doanh nghiệp Việt Nam có thể là kết hợp với FDI, cũng có thể là tự sản xuất, tự kinh doanh, làm dịch vụ để hỗ trợ cho thực hiện hiệp định CPTPP. Thì như vậy cả tăng trưởng, cả xuất khẩu, cả thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài là những cái tác dụng quan trọng, một kỳ vọng của chính phủ Việt Nam. Thì nhân đây tôi cũng xin thông tin quý vị biết, theo chương trình nghị sự mà chúng tôi đã chuẩn bị kỳ họp quốc hội lần này tháng 10 này, chính phủ đã trình quốc hội thông qua hiệp định CPTPP. Tuy vậy thì chúng tôi cũng phải nói với quý vị như thế, chứ không phải chỉ thuận lợi không. Cái thứ nhất mà chúng ta đặt ra đó là một số thể chế pháp luật chúng ta phải sửa đổi để phù hợp với CPTPP. Mà chúng ta đã ký rồi, thì chúng ta thực thi nó. Điều đó cũng có thể chúng tôi đang chuẩn bị và đáp ứng được cái yêu cầu này. Cái thứ hai, rất quan trọng liên quan quý vị, là phát triển doanh nghiệp thế nào để với cái yêu cầu của mình. Doanh nghiệp sản xuất kém, sản phẩm kém, chất lượng kém, năng suất lên quá kém thì làm sao để cạnh tranh được? Cái thử thách của doanh nghiệp cũng rất lớn, rất là thực tế này. Và thứ ba là vấn đề lao động, không những tập thực thi ideologos theo cầu cái quyền mà còn có phải tất cả doanh nghiệp của chúng ta và kể cả nhà nước và doanh nghiệp đều phải nâng cao chất lượng lao động để năng suất hiệu quả hơn trong quá trình sử dụng, nhất là trong việc chúng ta đã ứng dụng công cụ kỹ thuật công nghệ 4.0 và web vào Việt Nam đã phát động trong những ngày vừa qua. Nên tôi thằng đấy với niềm tin sâu sắc và ý chí mở cửa người Việt Nam và sự hợp tác của các nhà đầu tư nước ngoài, nhất định CPTPP ở Việt Nam sẽ thực thi thành công. Trong các nhóm mà kém phát triển hàng nhất của ASEAN, thì nó sẽ là một cái thách thức.
quản trị. Thì tôi xin được đi về một chút các cái nghiên cứu của chúng tôi. Về mặt công nghệ, chúng ta nói rất nhiều về 4.0. Chúng ta nói rất nhiều về trí tuệ nhân tạo, về blockchain, về Internet of Things, và chúng ta nói rằng là tất cả những vấn đề thay đổi về kế hoạch đâu về sớm. Thế tuy nhiên là chúng ta đã hiểu doanh nghiệp đã hiểu như thế nào về 4.0 và ảnh hưởng của cách mạng về 4.0 đối với doanh nghiệp. Thì PwC trong năm 2018 cùng với lại PCCI đã tổ chức một cái cuộc khảo sát cho các doanh nghiệp ở đây là trên mọi mặt. Trong cuộc khảo sát này thì chúng tôi đặt ra một câu hỏi với các doanh nghiệp, chúng ta đã thấy rằng là cái sự hiểu biết như là cái sự sẵn sàng của các doanh nghiệp Việt Nam đối với trong cái cứng năng ở đâu. Cái này chúng ta cũng sẽ được kiểm chứng về một số những cái sự việc khác nữa. Và khi chúng ta đặt ra cái câu hỏi về các cái thách thức của các doanh nghiệp Việt Nam so với lại các cái doanh nghiệp trước đây, khi chúng tôi có thực hiện cái khảo sát này ở các nước khác nữa, không chỉ ở Việt Nam, thì rất là nhiều nước họ đưa ra đến vấn đề cũng rất là hay, là thậm chí ở các nước khác cũng nói rằng là chúng tôi cũng biết là thậm chí bán lãnh đạo chúng tôi có nhìn, có hiểu hết được cái ảnh hưởng của cái công nghệ số của các doanh nghiệp hay không, và có sẵn sàng đầu tư hay không. Có những doanh nghiệp thì cho rằng tôi cũng biết là cái đầu tư này đưa lại được cái lợi ích về mặt kinh tế cho doanh nghiệp hay không. Tuy nhiên về Việt Nam thì chúng ta thấy chủ yếu sẽ đi về vấn đề các lo ngại lớn nhất là nguồn lực. Lo ngại tiếp theo những vấn đề là chúng ta có chuẩn mực nào của cái vấn đề của cân lượng số hay không, vân vân. Và đây là cái nghiên cứu của diễn đàn kinh tế thế giới cũng như là của PIU về xếp hạng cái mức độ sẵn sàng của Việt Nam trong cái đối với công nghệ này, thì chúng ta đều thấy rằng nếu là ở ASEAN thì chúng ta cũng đang ở phía dưới. Tất nhiên là có thể là một trong những nghiên cứu là chúng ta không được, chúng ta Việt Nam, Indonesia và Philippines gần như ở các vị trí ngang nhau. Điều đó cho thấy là cái độ sẵn sàng của các doanh nghiệp Việt Nam đang còn rất là thấp. Vấn đề thứ hai là vấn đề nguồn lực. Chúng ta khi chúng tôi nói chuyện với bất kỳ doanh nghiệp nào thì cái vấn đề nguồn lực đúng nguồn lực phù hợp đó luôn luôn là vấn đề đầu tiên, và chúng ta không khác các doanh nghiệp khác trên thế giới ạ. PwC thực hiện các cái khảo sát với các CEO trên thế giới và các diễn đàn kinh tế thế giới hàng năm. Chúng tôi ở đây thì chúng tôi có đưa lên một cái tóm tắt về đúng cái câu hỏi về mặt nguồn lực này, thì các anh chị có thể nhìn thấy là cái mức độ quan trọng của nguồn lực do các CEO đánh giá là hàng năm, và trong báo cáo lần cuối cùng thì là 80% các CEO cho rằng là cái chỉ số về nguồn lực, cái vấn đề về nguồn lực là cái vấn đề rất là quan trọng. Và chúng cũng đúng thôi, chúng ta trong diễn đàn kinh tế thế giới lần này thì nói rất nhiều về jobs for the future, rất nhiều thứ ngại, và nói rằng là trong vòng 5-7 năm nữa có thể 65% số lượng công việc mà hiện nay chúng ta đang làm sẽ không còn tồn tại. Vậy thì làm thế nào để cái kỹ năng nào làm sao chúng ta có thể đảm đủ được các nguồn nhân lực có kỹ năng để đáp ứng được những yêu cầu trong tương lai, và khi trong tất cả các cuộc trao đổi thì có thể là một cái mà tôi thích nhất người ta nói rằng là cái có lẽ cái kỹ năng cần thiết nhất là cái kỹ năng cái skills to adapt, nghĩa là kỹ năng thích ứng được với sự thay đổi, bởi vì chúng ta không biết công việc ngày mai là gì, sự ngày hôm nay nên là chúng ta phải thích ứng được. Và nếu như chúng tôi nhìn lại trong các cái survey của chúng tôi về các ngành về cái đặc biệt về cái kỹ năng về kỹ thuật số hoặc là về công nghệ, thì chúng ta nhìn thấy trong cái survey ở đây là tất cả các ngành đều coi nó là quan trọng, chứ không phải là chúng ta chỉ có một số ngành là quan trọng, một số ngành không, có thể mức độ khác nhau. Nhưng trong cái này thì các CEO tất cả các ngành đều cho rằng là cái kỹ năng về công nghệ, đều hiểu được về công nghệ là cái điều rất là quan trọng. Và nếu chúng ta nhìn lại một chút trong cái biểu đồ ở đây về đào tạo, chúng ta theo số liệu của chúng tôi có thì chỉ có khoảng 2-3% các nhân viên, các trường hợp hiện nay đã được tập trung đào tạo của các ngành có thể coi là về mặt công nghệ, về toán hoặc là về kỹ thuật, còn lại là các lĩnh vực khác. Như vậy thì cái mức độ mà chúng ta đáp ứng của các nguồn nhân lực của chúng ta trong tương lai như thế nào? Phần thứ ba mà tôi nghĩ rằng là một cái trọng tâm của các doanh nghiệp đấy là vấn đề về quản trị. Doanh nghiệp của chúng ta ngày càng lớn, và nếu chúng như ngày thủ tướng chính phủ cũng vừa nói là doanh nghiệp chúng ta phải vươn tầm ra ngoài và phải tham gia vào các cái chuỗi cung ứng của toàn cầu. Vậy thì một trong những vấn đề cơ bản để có thể tham gia vào cung ứng toàn cầu đấy là phải kiện toàn về cái quản trị của doanh nghiệp.
Vậy thì chúng ta đang ở đâu? Đây là một cái nghiên cứu về cái thẻ điểm cân bằng, cái thẻ điểm quản trị cân bằng của ASEAN trong khối ASEAN, và chúng tôi tổng hợp lại từ năm 2012 đến 2015. Chúng ta thấy là Việt Nam đang còn về mặt quản trị, tính điểm quản trị còn thấp hơn rất nhiều so với các doanh nghiệp trong khối ASEAN. Kết quả của 2017 đã có nhưng chưa công bố chính thức, nhưng trong số với chính thức của tôi thì chúng tôi được biết rằng là trong số 70 doanh nghiệp có chỉ số về quản trị công ty tốt nhất của ASEAN, không có doanh nghiệp nào của Việt Nam. Doanh nghiệp cao nhất của Việt Nam, tôi muốn nói là doanh nghiệp tư nhân và quốc gia của Việt Nam, đứng ở vị trí 173. Điều đấy có nghĩa là chúng ta còn rất là nhiều công việc cần phải làm để có thể nâng cao, chúng ta nâng cao giá trị, thì cũng quản trị cũng hỗ trợ cho chúng ta nâng cao giá trị doanh nghiệp, và cũng một phần là trong vấn đề là nâng cao công nghệ chất lượng như là năng suất lao động của chúng ta. Khi mà nhìn về tất cả những cái số liệu như vậy thì tôi nghĩ rằng là tất cả những số liệu này đưa đến cái vấn đề gì, đưa đến chúng ta một cái câu hỏi như thế này: doanh nghiệp sẽ cần phải làm gì? Việc đầu tiên có lẽ là chúng ta sẽ cần phải chuẩn bị. Ở đây đặt ra còn chúng tôi đặt ra đây có ba đối tác: chính phủ, doanh nghiệp và cá nhân. Vậy ai sẽ là người để chịu, ai là người chịu trách nhiệm trong cái việc thay đổi? Thì đây cũng là một cái câu hỏi, đây là kết quả của khảo sát. 64% những doanh nghiệp, những CEO tham gia khảo sát nói rằng bản thân doanh nghiệp phải tự chủ động. 32% cho rằng là nhà nước đóng một cái vai trò rất quan trọng. Và rất ít, tôi cũng hơi ngạc nhiên là chỉ có 5% trong số đấy cho rằng là cá nhân cũng phải tính cần chủ động. Tôi nghĩ rằng là trong các kỳ như thế nào thì cá nhân chắc là từng cá nhân cũng phải có cái phần chủ động hơn một chút nữa trong cái việc tự mình thay đổi. Và trong ở đây thì chúng ta sẽ thấy là bản thân doanh nghiệp sẽ phải có những pháp để hỗ trợ và khuyến khích các doanh nghiệp, nhân viên của mình thay đổi, được tạo lạc. Và chúng tôi trong diễn đàn ngày hôm nay cũng có đưa ra một cái câu hỏi, một cái khái niệm mà gọi là lifelong learning, là chúng ta liên tục học hỏi và làm sao chúng ta đưa được vào, đưa gắn liền giữa trường đại học, đưa lại gần với lại các doanh nghiệp, hay là cái kết hợp giữa trường đại học và doanh nghiệp để đảm bảo là cái đào tạo như là cái của cái trường nó cần sát hơn với cái doanh nghiệp. Tuy nhiên là nghĩa rằng cá nhân cũng sẽ cần phải đóng một cái vai trò rất tích cực trong vấn đề đấy. Và thứ hai nữa là vai trò của nhà nước trong định hướng trong tất cả những vấn đề như thế nào. Chúng ta nghĩ rằng là nhà nước nên đưa ra các chính sách để định hướng về chiều lâu dài và khuyến khích các cái doanh nghiệp trong thông qua các hợp tác công tư để chúng ta có thể có được chính sách. Và đặc biệt ở đây tôi muốn nhấn mạnh đến là cái vấn đề về đào tạo nguồn nhân lực, bởi vì đào tạo nguồn nhân lực nó không thể trở thành cái bài toán của một ngày hay ngày, mà nó là bài toán của cả một thế hệ, nhiều thế hệ thì mới có thể giải quyết được bài toán này. Và đây tôi nghĩ rằng là trong này nó sẽ có cái vai trò của cả ba đối tác: nhà nước, chính phủ, doanh nghiệp và bản thân cá nhân. Vì thời gian rất là có hạn, tôi xin phép được từ bài trình bày của tôi đây. FDI vào Việt Nam thì cũng được đa dạng hóa. Tôi nghĩ một trong những đối tác chính đó là Nhật này, Singapore và Hàn Quốc. Tuy nhiên thì con số FDI của các quốc gia này thì cũng lên và cũng xuống. Nhìn chung là Việt Nam cũng có những bước đi rất là cụ thể trong việc thu hút FDI. Một số những thách thức của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu, tôi cũng muốn nói về một nghiên cứu đã được thực hiện bởi Ngân hàng Thế giới về sự phát triển của doanh nghiệp vừa và nhỏ một vài năm trước. Nó đã chỉ ra một số những điểm rất là thích hợp, chỉ ra một số những cái doanh nghiệp mà tư duy làm như thế nào để có thể hội nhập mạnh mẽ hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu, không chỉ trong khu vực ASEAN mà còn bên ngoài nữa. Tôi nghĩ rằng một trong những kết quả chính liên quan tới ở đây đó là chất lượng. Các doanh nghiệp mà nội địa muốn tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu mà không đáp ứng được đầy đủ chất lượng nghĩa là tiêu chuẩn quốc tế thì ở đây là một cái rào cản.
chuỗi giá trị toàn cầu ở đây là gì? Nghĩa là chúng ta đáp ứng được những nhu cầu của khách hàng toàn cầu, và chúng ta phải là một phần của chuỗi giá trị toàn cầu đó, và chúng ta cần phải đẩy mạnh hơn nữa tất cả những cái tiêu chuẩn của chúng ta. Đây là điều mà từng công ty có quy mô vừa và nhỏ thì cần phải làm. Một trong những rào cản chính đối với tôi thì cũng liên quan tới đổi mới sáng tạo cũng như là năng lực của các doanh nghiệp nội địa, bao gồm những doanh nghiệp mà muốn được kết nối với chuỗi giá trị toàn cầu, những doanh nghiệp muốn đổi mới sáng tạo. Ở đây chúng ta không chỉ nói đến những sản phẩm mà chúng ta còn phải nói về các cái giá trị cũng như là năng lực cạnh tranh, và cần phải có R&D, nghiên cứu và phát triển. Chính những cái điều đó thì sẽ khiến những doanh nghiệp mà chưa được kết nối với chuỗi giá trị toàn cầu sẽ trở thành một doanh nghiệp toàn cầu. Doanh nghiệp nào mà đổi mới sáng tạo nhiều hơn, chia sẻ thông tin nhiều hơn, có thể mượn này hoặc là lấy những công nghệ thông tin của những đối tác khác, kể cả trong nước cũng như là ngoài nước, sẽ là những người đi nhanh hơn. Có thể nói là một số những doanh nghiệp mà hoạt động một mình thì khi mà họ hoạt động một mình, họ thay vì hợp tác để có thể hợp tác với bên thứ ba thì cũng khó có thể để cho họ tiến lên phía trước. Điểm thứ ba mà tôi muốn nói đến ở đây đó là các doanh nghiệp nhà nước nếu mà muốn được liên kết ở trong chuỗi giá trị toàn cầu thì họ cần phải biết được khán giả của mình, khách hàng của mình là ai, và phải đáp ứng được đầy đủ nhu cầu cũng như là tiêu chuẩn của thị trường cung ứng toàn cầu. Vậy thì nếu mà chúng ta xác định được là Việt Nam sẽ là một ví dụ thành công trong lĩnh vực nông nghiệp và đáp ứng được đầy đủ những tiêu chuẩn cũng như là những yêu cầu của EU thì chính là hướng đi mà Việt Nam nên đi. Bây giờ tôi cũng xin nêu đậm một số những cái lĩnh vực mà đã được đề cập tại một số bài phát biểu. Thứ nhất là tiếp cận vốn thì cũng là một trong những rào cản của các doanh nghiệp trong việc tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Tiếp theo đó là một số những yếu tố về liên kết cơ sở hạ tầng cũng như là về hậu cần, về giao thông vận tải này. Liên kết tiểu vùng ở trong ASEAN, chúng ta cũng đã lắng nghe về cơ chế một cửa của ASEAN thì chúng ta vẫn còn khá xa so với mục tiêu đó, bởi vì không, chính sáng kiến này không được thực hiện một cách đều đặn và cân bằng giữa tất cả các quốc gia. Và chắc chắn là Việt Nam cũng muốn xuất khẩu sang nhiều các quốc gia khác ngoài ASEAN. Chúng ta cũng nói về các cái quy mô và bài trình bày của chị Vân thì về kỹ năng, bài trình bày của chị Vân thì cũng đã đề cập rất nhiều về kỹ năng. Chúng ta cần học gì, chúng ta học cái gì, và chúng ta cần học nhanh đến đâu, chúng ta học về những lĩnh vực nào, tất cả mọi thứ đều cần phải được xem xét mạnh mẽ. Chúng ta không thể tính đến những cái gì đang diễn ra hiện nay và chúng ta cần phải tính đến tương lai nữa. Chúng ta cũng đã lắng nghe rằng chắc chắn là ở trong lĩnh vực về các doanh nghiệp nhỏ và vừa thì có rất nhiều điều thì chúng ta cần phải biết. Ví dụ như là iPhone thì rất là phổ biến này, chúng ta có rất nhiều những công nghệ mới, chúng ta cần phải sử dụng tất cả những nền tảng đó một cách thông minh. Và chúng ta khi mà có được những cái sản phẩm ví dụ như là iPhone thì chúng ta cần phải có những cái ứng dụng và các dịch vụ đi cùng với cái sản phẩm đó nữa, thì để có được một cái gói chuẩn. Điểm tiếp theo mà tôi muốn nói tới ở đây là chúng ta thường có xu hướng là đo lường FDI, và chúng ta khi mà đo FDI thì nó là dễ, nhưng mà khi mà chúng ta đo về khối lượng về xuất khẩu và nhập khẩu thì chúng ta cần phải hết sức cụ thể. Chúng ta cần phải xem giá trị gia tăng mà chúng ta đưa vào chuỗi giá trị toàn cầu này là bao nhiêu, và vai trò của từng quốc gia này vào chuỗi giá trị này là bao nhiêu. Ví dụ như là chúng ta nhập khẩu nguyên liệu thô và chúng ta đóng gói tại Việt Nam và sau đó chúng ta xuất khẩu sang quốc gia tiếp theo với một giá khác. Vậy thì điều quan trọng của Việt Nam là chúng ta nằm ở đâu và Việt Nam tạo ra được thêm bao nhiêu giá trị trong cái chuỗi cung ứng toàn cầu đó. Và khi mà tôi nói đến điều này thì tôi nói về các sản phẩm cũng như là các hàng hóa cụ thể. Và cuối cùng thì tôi cũng làm việc cho ngân hàng ADB nên là tôi cũng nói rất là ngắn gọn thôi. Tôi sẽ nói về ngân hàng ADB
xin đã hỗ trợ như thế nào đối với những gì mà tôi vừa nêu. Quý vị cũng đã biết là chúng tôi cũng đã hỗ trợ các nhánh tài chính ngân hàng được đẩy mạnh hơn nữa, và những cái thị trường vốn cần được xây dựng, phát triển thị trường trái phiếu, đẩy mạnh hơn nữa tài chính cho mọi người này, các công nghệ fintech này. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng cung cấp những giá trị gia tăng cho các dịch vụ này. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đẩy mạnh hơn nữa giao thông vận tải, đẩy mạnh tính kết nối không chỉ Việt Nam cũng như là khu vực tiểu vùng nữa. Chúng ta cần phải tập trung cả về vấn đề yếu tố cứng, yếu tố mềm, giao thông vận tải này, thương mại này, logistics này, hậu cần này, để làm sao hàng hóa và dịch vụ không chỉ lưu chuyển một cách tự do tại Việt Nam mà còn ở trong khu vực nữa. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng hỗ trợ việc xây dựng kỹ năng, và chúng tôi cũng đã hỗ trợ việc giáo dục phổ cập tiểu học và trung học, và kết quả thì cũng đang dần dần tốt hơn cho Việt Nam. Đặc biệt là chúng tôi cũng tập trung vào các trường dạy nghề. Chúng tôi cũng muốn tham gia chung vào bức tranh này. Chúng tôi cũng có mặt tại các trường dạy nghề để có thể giúp các em sinh viên học từng những lĩnh vực cụ thể, cũng như là những lĩnh vực nhà máy và sản xuất tại Việt Nam, để làm sao tạo ra được một nguồn lao động tốt hơn và đáp ứng được điều kiện yêu cầu của thị trường. Và chúng tôi thì cũng có mặt trong quá trình đào tạo như thế này, này. Và tất cả những em sinh viên sau khi tốt nghiệp xong thì cũng đã đều có được việc làm và đáp ứng được đầy đủ những cái kỹ năng mà thị trường yêu cầu. Đó là những gì mà chúng tôi đã thực hiện để có thể hỗ trợ Việt Nam. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có một số những ví dụ về các cái chương trình thí điểm, hỗ trợ thí điểm. Ví dụ như là hỗ trợ việc xây dựng những vườn ươm. Chúng tôi cũng hỗ trợ Đà Nẵng có dành về mở rộng doanh nghiệp tại Đà Nẵng này. Tại Hồ Chí Minh chúng tôi cũng có một vườn ươm tại Sài Gòn. Ở đó thì chúng tôi cũng đẩy mạnh hơn nữa các doanh nghiệp khởi nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp khởi nghiệp trẻ, để họ có thể tiếp tục phát triển mạnh mẽ, làm sao để họ có thể xây dựng ra những giải pháp cho dịch vụ cơ sở hạ tầng tại khu vực các thành phố lớn và tìm được vị trí của họ trong một thị trường. Vậy thì điều quan trọng ở đây là chúng họ cần phải tăng trưởng, phát triển như thế nào, làm sao họ nhìn xem những dịch vụ nào cũng như là những sản phẩm nào họ có thể áp dụng tại Hồ Chí Minh. Điều quan trọng là chúng tôi giúp kết nối những móc xích lại với nhau và tạo điều kiện thuận lợi cho đổi mới sáng tạo, phát triển. Đó là một số những điểm mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây. Tôi rất là quan tâm tới những điểm mà Ngài Thứ trưởng Bộ Tài chính sẽ trình bày. Là các chính sách về tài khoá, chính sách về quản lý nợ công, chính sách phát triển thị trường vốn, thị trường dịch vụ tài chính, chính sách tài chính hỗ trợ cho phát triển doanh nghiệp đã được cải cách phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế và tiếp cận với cái thông lệ quốc tế. Và đối với cái chính sách tài khoá thì đã góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Chính sách thu thì các quý vị cũng đã biết là cũng đã được cải cách theo hướng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, khuyến khích đầu tư, đổi mới khoa học công nghệ để nâng cao năng lực cạnh tranh, năng lực xuất khẩu và góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Về chính sách chi thì đổi mới theo hướng phân bổ hợp lý, hiệu quả nguồn lực gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, gắn chặt với tái cơ cấu đầu tư công, trong đó ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng để hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Bộ chi ngân sách thì được kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo an toàn và bền vững nợ công. Danh mục nợ công đã được tái cơ cấu theo hướng bền vững thông qua tăng tỷ trọng vốn huy động từ thị trường trong nước, thực hiện tái cơ cấu cả về kỳ hạn của danh mục và chi phí vay nợ. Đến cuối năm ngoái thì nợ công đã giảm xuống còn 61,4% so với mức 63,6% của năm 2016. Năm nay thì dự kiến dư nợ công sẽ rơi vào khoảng xung quanh 61%. Đối với thị trường vốn và thị trường dịch vụ tài chính thì ngày càng minh bạch, hiệu quả và tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ thể tham gia huy động vốn. Với những cái nỗ lực đổi mới và hoàn thiện khung khổ chính sách,
thì thị trường vốn và thị trường dịch vụ tài chính đã có phần huy động và phân bổ có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Sau 18 năm đi vào hoạt động thì thị trường chứng khoán Việt Nam đã trở thành thị trường có tốc độ phát triển hàng đầu cả về quy mô và thanh khoản ở trong khu vực, hoàn chỉnh về cấu trúc bao gồm thị trường cổ phiếu, thị trường trái phiếu chính phủ và thị trường chứng khoán phái sinh. Quy mô của thị trường đến cuối năm 2017 đạt 117% GDP, gấp 4 lần so với năm 2012. Trong đó thị trường cổ phiếu đạt 77,5% GDP, thị trường trái phiếu đạt 39,8% GDP, từng bước có phát triển cân bằng đối với thị trường tín dụng ngân hàng, trở thành kênh huy động vốn ngày càng quan trọng cho các doanh nghiệp để phát triển sản xuất kinh doanh. Thị trường trái phiếu đã có sự phát triển mạnh mẽ, đáp ứng yêu cầu huy động vốn của chính phủ, của chính quyền địa phương, của các ngân hàng chính sách và doanh nghiệp, và đã trở thành một cái kênh huy động vốn chung và dài hạn quan trọng cho nền kinh tế và có nhiều cơ hội tiềm năng cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia. Thị trường bảo hiểm có tốc độ phát triển nhanh, vững chắc và đóng góp vào tăng trưởng GDP và hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp ổn định đời sống và phát triển sản xuất kinh doanh. Mức độ tăng bình quân hàng năm trong thời gian vừa qua thì tăng trên 20-30%. Về chính sách tài chính và góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, thì trong thời gian vừa qua ngành tài chính đã thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa trên 50% điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý, đồng thời đã tiến hành cải cách mạnh mẽ trong lĩnh vực hành chính thuế, hải quan để giảm thiểu thủ tục hành chính và giảm chi phí cho doanh nghiệp. Đến nay đã triển khai hệ thống khai thuế qua mạng tại 63 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương với 99,88% số doanh nghiệp tham gia. Số doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử đạt 95,84% và đã thực hiện điện tử hóa các thủ tục kê khai về hải quan, thanh toán điện tử, xử lý thông tin kê khai hàng hóa tại các cảng biển và thực hiện cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN, thực hiện cắt giảm thuế theo lộ trình trong khuôn khổ các hiệp định thương mại. Đấy là một số các cái chính sách chúng tôi xin trình bày rất là ngắn gọn như vậy. Còn bên cạnh đó thì đối với các chính sách về sắp xếp và cải cách doanh nghiệp thì trong các cái diễn đàn và báo cáo thì cũng đã có nêu nhiều rồi, và nhìn chung thì cũng đã đạt được những kết quả quan trọng, thúc đẩy tiến trình cổ phần hóa, thoái vốn tại doanh nghiệp, tạo những cái môi trường kinh doanh bình đẳng cho các thành phần tham gia. Bên cạnh đó thì các cái chính sách về kế toán, kiểm toán cũng đã được đổi mới theo hướng tiếp cận với thông lệ quốc tế, hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong việc đưa ra các thông tin tài chính một cách minh bạch, kịp thời cho các nhà đầu tư. Trong thời gian tới đây thì cùng với các cái chính sách phát triển bền vững và ổn định về kinh tế vĩ mô thì để tiếp tục tạo cái thuận lợi cho môi trường sản xuất và kinh doanh, thu hút các nhà đầu tư, thì các cái chính sách tài chính trong thời gian tới cũng sẽ được tiếp tục xem xét hoàn thiện trên một số cái hướng chủ yếu như sau. Cái thứ nhất, về cái chính sách tài khoá thì sẽ thực hiện một cái chính sách tài khoá linh hoạt hiệu quả, kết hợp hài hòa với chính sách tiền tệ để đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách để mà huy động và sử dụng có hiệu quả các cái nguồn lực cho phát triển kinh tế và phục vụ xã hội. Tiếp tục cải cách theo hướng công khai, minh bạch, tiếp cận với thông lệ quốc tế, kiểm soát nợ công, thực hiện tốt chiến lược vay và trả nợ nước ngoài, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn và đảm bảo khả năng trả nợ, tạo lập một môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, thuận lợi cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Thứ hai, về phía thị trường tài chính thì cũng sẽ nghiên cứu để sửa cái luật chứng khoán thế hệ 2 để tạo khuôn khổ pháp lý để phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán trong dài hạn, đẩy mạnh phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp huy động vốn trái phiếu, đặc biệt là vốn chung và dài hạn, từng bước cân bằng giữa kênh huy động vốn thông qua thị trường vốn và kênh tín dụng ngân hàng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về thị trường vốn phát triển ổn định, công khai, minh bạch, thực hiện nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, kết nối với một số sàn giao dịch chứng khoán trong khu vực, thu hút mạnh mẽ sự tham gia của các nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường vốn. Thứ ba là xem xét sửa đổi luật kinh doanh bảo hiểm, tiếp tục cơ cấu lại thị trường bảo hiểm, nâng cao năng lực tài chính, quản trị rủi ro đối với các doanh nghiệp bảo hiểm, khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển các sản phẩm mới, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, thúc đẩy sự tham gia năng động của khu vực tư nhân
trong phát triển thị trường dịch vụ tài chính. Và thứ tư là triển khai các giải pháp theo chương trình hành động xây dựng và phát triển nền tài chính điện tử, hình thành hệ sinh thái tài chính số, ứng dụng công nghệ mới mạnh mẽ vào lĩnh vực tài chính, nhằm làm cho cuộc cách mạng 4.0 trở thành cơ hội của ngành tài chính, đem lại lợi ích cho thị trường và doanh nghiệp, đẩy mạnh cải cách hành chính thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế, hiện đại hóa công tác quản lý thuế, hải quan, nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn và phù hợp với thông lệ quốc tế, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế và hải quan. Thứ năm, đó là đẩy nhanh cái tiến trình cải cách, sắp xếp doanh nghiệp nhà nước, gắn cổ phần hóa với niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán, cập nhật các chuẩn mực kế toán kiểm toán của Việt Nam đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc tế. Thứ sáu, đó là thực hiện đầy đủ các cam kết hội nhập quốc tế trong lĩnh vực tài chính, là tiếp tục bám sát triển khai các cam kết quốc tế về thuế, hải quan, dịch vụ tài chính, đồng thời tổ chức thực hiện có hiệu quả các cam kết này, và cùng với đó là tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để giữ vững các cái kỷ cương của kỷ luật tài chính. Với cái tinh thần đổi mới, kiến tạo mạnh mẽ trong thời gian tới theo chỉ đạo của Chính phủ, với cái việc tiếp tục xem xét nghiên cứu sửa đổi và hoàn thiện hệ thống thể chế về tài chính, chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục tạo ra những cái khuôn khổ chính sách ngày càng hoàn thiện và tạo thuận lợi để cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước sẽ tiếp tục quan tâm và tham gia mạnh mẽ vào khu vực tài chính và thị trường tài chính Việt Nam. Xin trân trọng cảm ơn. Nó liên quan đến cơ hội đầu tư và kinh doanh trong lĩnh vực cơ sở tầng và hợp tác công tư, là đầu tư theo hình thức gọi là PPP. Và các ông chí thì thứ nhất ấy, thì bất cứ ở nước nào đã phát triển và đang phát triển thì việc phát triển cơ cấu hạ tầng là một việc rất quan trọng. Nó là động lực thúc đẩy để phát triển cả nền kinh tế. Cho nên là đối với Việt Nam thì hiện nay chúng ta cũng được cả đang phát triển, nhưng về đặc biệt là về nguồn ngân sách thì đang hạn chế, nợ công thì cao. Cho nên mà cái nguồn lực nhà nước để đầu tư vào phát triển cơ sở hạ tầng cũng đang rất khó khăn. Đối với ODA thì mình cũng đã qua ngưỡng cửa thì quốc gia là trung bình thấp, cho nên là vay yếu đại cũng không còn, phải vào vay thương mại. Cho nên là chính sách và chủ trương của Đảng nhà nước rõ ràng là việc đầu tư kết cấu hạ tầng, đặc biệt là kết cấu giao thông, là sử dụng và dựa vào cái nguồn đầu tư của tài công tư là PPP. Đó là chủ trương chỉ đạo thông suốt cả vấn đề, cũng xin nói để các đồng chí biết. Ở đây thì thứ nhất là về môi trường đầu tư thì tôi không nhắc lại, vì chắc là rất nhiều diễn giải, rất nhiều bài phát biểu trong cái hội nghị hôm nay cũng như hôm nay, thì có thể nói rằng Việt Nam hiện nay là đang trong một nước có thể nói rằng rất có nhiều cơ hội để đầu tư phát triển, đặc biệt khi mình đã tham gia sâu vào hội nhập kinh tế quốc tế, đến cái đó tôi nói nữa. Còn về hành lang pháp lý về đầu tư theo hình thức PPP có thể nói rằng là ngày một hoàn thiện, từ khi chúng ta có luật đầu tư, luật xây dựng, luật đất đai và một số luật khác, thì các cái nghị định của Chính phủ đã điều chỉnh để làm thế nào để thu hút được đầu tư theo hình thức đối tác công tư vào các kết cấu hạ tầng, đặc biệt là kết cấu hạ tầng. Chính vì thế là trong những năm vừa qua, đặc biệt là 5 năm vừa qua, chúng ta đã thu hút được gần trên 200.000 tỷ, gần 70 dự án vào đầu tư vào kết cấu hạ tầng giao thông. Có thể là theo kỳ diễn đàn kinh tế thế giới thì gần 10 năm qua chúng ta đã vượt 18-12 bậc để xếp hạng về kết cấu hạ tầng của thế giới. Cho nên là một trong những cái mà để hoàn chỉnh thì pháp lý, hoàn chỉnh tất cả cho thủ tục để kêu gọi các doanh nghiệp trong và ngoài nước, đặc biệt là tư nhân, đầu tư vào đối tác công tư là Chính phủ rất quan tâm và được có thể nói rằng rất chú trọng. Các luật, các nghị định ngày được hoàn thiện, đặc biệt hiện nay Thủ tướng Chính phủ đang giao cho Bộ Kế hoạch Đầu tư hoàn chỉnh để sớm trình Quốc hội luật đầu tư theo đối tác công tư, tức là PPP sớm nhất, để là cơ sở pháp lý và là những chỉ nam cho để đối tác yên tâm, đặc biệt là đầu tư ngoài, đầu tư vào hình thức đối tác công tư. Thứ hai nữa thì có thể nói rằng hiện nay chúng ta cũng đang có rất nhiều dự án để kêu gọi theo hình thức đối tác công tư, đặc biệt trong lĩnh vực giao thông. Hiện nay chúng tôi đang làm dự án cao tốc Bắc Nam, có thể là một dự án rất quan trọng. Hiện nay thì Chính phủ đã cấp trái phiếu Chính phủ là 55.000 tỷ cho 654 km trên 1.200 km. Nghị quyết 13 của Chính phủ ở của Đảng thì khoảng 2020 là chúng ta có còn 2.000 đến 2.500 km đường cao tốc
báo cáo chỉ hiện nay cả nước chỉ có 842 km đường cao tốc. Nếu theo nghị quyết 13 của Trung ương Đảng là đến 2012 là mình đứng thiếu được 1.200. Nếu như thế, hiện đây là một cái nhiệm vụ thúc đẩy rất lớn để mà chúng ta phải làm, đó là đường cao tốc. Thứ hai nữa, hiện nay Bộ cũng đang kêu gọi đầu tư vào cảng không quốc tế Long Thành cho 100 triệu hành khách một năm. Theo VFS thì 16 tỷ đô, nhưng trong giai đoạn 1 làm cho 25 triệu thì khoảng 5 đến 6 tỷ đô. Đây là một cái dự án cũng đang rất kêu gọi để đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Ngoài đó chúng tôi đang kêu gọi một số sân bay như Lai Châu, Biển Biên, Chu Lai và số cảng không khác. Đặc biệt là trong cái hệ thống hiện nay trong lĩnh vực 5 lĩnh vực vận tải, hiện nay đường sắt chúng ta đang yếu. Bộ Giao thông vừa trình Thủ tướng Chính phủ của dự án VFS đường sắt là dự kiến 58 tỷ đô cho đường sắt cao tốc Bắc Nam. Đây là một trong lĩnh vực mà cùng thời kêu gọi đầu tư theo cái tin sắp tới. Là đấy là các cái dự án mà có thể nói là đang rất được xã hội quan tâm và chính phủ chú trọng. Còn ở đây thì có thể nói rằng hiệu quả đầu tư vào PP hiện nay chính phủ đang cố gắng xây dựng luật, xây dựng các nghị định, các thông tư làm thế nào mà thu hút và tạo điều kiện thuận lợi nhất và tạo cái lợi nhuận cho doanh nghiệp và đầu tư. Hai là ổn định trong các chính sách vĩ mô, làm thế nào để thay đổi để các nhà đầu tư yên tâm, đặc biệt trong các cái cơ chế và như là giải ngân quy đổi ngoại tệ, các cái bảo lãnh khác, doanh thu bảo lãnh và một số việc. Hiện nay chúng tôi đang hướng vào đấy để làm thế nào để cho yên tâm. Một cái quan trọng nữa thì trong thời gian chúng ta triển khai hình thức đối tác công tư vừa rồi trên gần 200.000 tỷ đến 10 tỷ đô, chúng ta được 70 dự án. Cùng từ những dự án đấy chúng ta đã có rất nhiều kinh nghiệm trong điều hành theo hình thức đầu tư kết cấu hạ tầng theo hình thức đối tác công tư PPP. Có thể nói là những bài học kinh nghiệm, những cái được mình tiếp tục, những cái chưa được mình có thể sửa đổi cho phù hợp với thực tiễn hơn. Cái đó chúng tôi cũng xin hứa rằng sẽ cố gắng để hoàn thiện cơ chế chính sách cũng như hoàn thiện mọi điều kiện tiếp cận dự án được dễ nhất, mọi thủ tục hành chính được ngắn gọn nhất, để giảm cái chi phí tối đa cho doanh nghiệp và nhà đầu tư để làm thế nào mà thu hút được tất cả. Cũng rất là kêu gọi các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong một nước áp dụng tối đa các khoa học và kỹ thuật, các cái công nghệ tiên tiến của thế giới. Hiện nay chúng ta đi 4.0 rồi, để làm thế nào giảm chi phí, để làm thế nào mà để tăng cái hiệu quả kinh tế của cái doanh nghiệp trong quá trình đầu tư. Và các cái hệ thống đầu tư giao thông thông minh ITS hoặc là thu phí không dừng cũng được áp dụng rất lớn trong kết cấu hạ tầng giao thông nói chung, trong năm lĩnh vực này, từng lĩnh vực nói riêng và trong năm lĩnh vực này chúng tôi đã kết hợp một cái hệ thống giao thông thông minh để từ đó có thể điều hành về tất cả cái an toàn giao thông, về tất cả những cái thông tin mà có thể là xã hội và nhân dân đi vào. Bài phát biểu của tôi thì cũng đã có xong báo cáo và cũng có trong cái bao voi, cũng xin ngắn gọn một số vấn đề như thế. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin cảm ơn.